sáng mùng 3 tháng 4 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng mùng 3, mùng 4 tháng 4 năm 1965, mùng 3, mùng 4 tháng 4 năm 2015. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Siêng Khoảng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đại biểu các tỉnh bạn Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo thành phố, các huyện, thị xã, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm đã ôn lại những năm tháng hào hùng của Hàm Rồng cách đây 50 năm. Với vị trí đặc biệt, cầu Hàm Rồng luôn được giới quân sự Mỹ xác định là trọng điểm bắn phá của không quân và hải quân Mỹ. Đây là âm mưu không chỉ nhằm hủy diệt cây cầu, cắt đứt huyết mạch giao thông, cắt đứt chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam ruột thịt, mà còn nhằm sử dụng sức mạnh của không lực Hoa Kỳ, phá hoại các cơ sở kinh tế, gây bất ổn về chính trị xã hội, làm suy yếu vai trò hậu phương đối với tiền tuyến, hòng đè bẹp tinh thần và ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Chỉ trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 4 năm 1965, Mỹ đã huy động hàng trăm máy bay và nhiều hạm đội tàu chiến đánh phá Hàm Rồng và các vùng phụ cận. Hàm Rồng với chưa đầy 1 km vuông đã phải hứng chịu hàng ngàn tấn bom, hàng trăm tên lửa và rốc kết của kẻ thù. Ngày ấy, trên mảnh đất Hàm Rồng, Nam Ngạn, Hoàng Long, Tào Xuyên, Đò Lèn, mỗi ngọn núi, dòng sông, công trường, nhà máy đều trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của địch và phải gánh chịu những đau thương mất mát. Song, chính trong gian nguy ác liệt ấy thì truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, bản lĩnh, trí tuệ của dân tộc Việt Nam lại trỗi dậy mạnh mẽ. Thế trận lòng dân, sức mạnh của chiến tranh nhân dân đã được phát huy cao nhất. Với sự hợp đồng tác chiến nhịp nhàng, khoa học giữa các quân binh chủng và các lực lượng chiến đấu, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, Hàm Rồng đã tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, bắn cháy 47 máy bay Mỹ và nhiều giặc lái bị bắt sống, làm nức lòng quân dân cả nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Cầu Hàm Rồng vẫn vững vàng, hiên ngang trong mưa bom, bão đạn, giữ cho mạch máu giao thông Bắc Nam thông suốt, để cho những đoàn quân, những chuyến hàng từ hậu phương lớn không ngừng chi viện cho tiền tuyến lớn, đánh thắng kẻ thù xâm lược. Ngày mùng 3, mùng 4 tháng 4 năm 1965 và địa danh Hàm Rồng đã đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như một mốc son chói lọi, đồng thời tạo ra cho không lực Hoa Kỳ hai ngày đen tối nhất. Chiến công Hàm Rồng không phải là ngẫu nhiên mà có cội nguồn từ khí thiêng sông núi, từ truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc hàng ngàn năm hun đúc, kết tinh, từ tầm nhìn xa, trông rộng, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, là chiến công của tập thể anh hùng, là kết quả của sự phối hợp tuyệt vời giữa các quân binh chủng với các địa phương trong tỉnh, hình thành sức mạnh hiệp đồng trên quy mô lớn. Phát biểu của nhân chứng lịch sử và thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa tại lễ kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng, một lần nữa khẳng định, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân về tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh vận dụng nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cùng các đại biểu đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm tại đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng và dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.